tóm tắt hành trình trở thành top 1 server bẻ lò xo của Tài K3. Ở lần đầu tiên chạm tay vào thanh lò xo 100kg của Mai Thế Dân, Tài K3 đã mất tới 5 lần để có thể chinh phục được thanh lò xo 100kg và trở thành người thứ hai tại Việt Nam chinh phục được thanh lò xo 100kg chỉ sau Voi Đắk Lắk. Tiếp theo đó anh tiếp tục chăm chỉ tập luyện và đã trở thành người thứ hai tại Việt Nam chinh phục được thanh lò xo 120kg và tất nhiên cũng là người đầu tiên tại Việt Nam chinh phục được thanh lò xo 140kg. Và giờ đây không làm cho mọi người thất vọng, Tài K3 đã combat và chinh phục được thanh lò xo 250kg. Theo bạn thì Tài K3 có chinh phục được thanh lò xo 150kg và thanh song đông đao 200kg hay không?